Trải dài 84 km biên giới Việt Nam và Lào, huyện A Lưới được xem là huyện biên giới có những nét đặc trưng riêng của vùng biên giới ở khu vực Trung Bộ giữa hai nước. A Lưới, từ những ngày đầu cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc đến bây giờ, luôn là một địa phương đóng vai trò quan trọng nơi biên cương, miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bước vào công cuộc xây dựng đất nước, địa phương, thời gian qua, A Lưới đã có những nỗ lực mạnh mẽ để vượt khó vươn lên, dần dần đẩy lùi cái đói, cái nghèo, vốn đeo đẳng. Trên hành trình đó, những người già làng, người có uy tín của cộng đồng các dân tộc Paco, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu đã phát huy được vai trò đầu tàu, vai trò dẫn dắt của mình, đưa từng làng, từng khu dân cư và từng xã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Hôm nay, trưởng làng Hồ Văn Hành lại đi đến những hộ gia đình trong làng Lê Triêng của ông để thăm hỏi, động viên bà con làm kinh tế. Hình ảnh quen thuộc của người đứng đầu làng Lê Triêng, xã Trung Sơn, huyện A Lưới, sau thời gian rảnh rỗi đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với bà con Paco ở đây. Làng Lê Triêng, vốn nghèo, ở một xã cũng nằm trong số các địa phương đồng bào miền núi đặc biệt khó khăn, vùng biên giới huyện A Lưới, đã dần dần có những người làm kinh tế khá tốt. Họ trở thành những điểm sáng tích cực cho quá trình thay đổi của làng, của xã Trung Sơn. Trước hết là tư thần của mình vận động trước cái đã, để mà tất cả bà con mình làm gương để bà con nói theo, để đào hồ, để nuôi cá, rồi là phát triển chăn nuôi lợn gà. Thì từ đó mình mới tuyên truyền công tác vận động để bà con người ta tin. Tôi có động viên bà con chịu khó làm, vì đất đai mình không có thì mình làm ở quanh vườn, quanh nhà đó để phát triển kinh tế. Bà ba, dê, heo, rồi gia cầm đó, rồi thu hoạch cây xung quanh đấy. Bản thân trưởng làng Hồ Văn Hành cũng là người chịu thương chịu khó để làm kinh tế nhằm noi gương cho bà con. Nhờ đó bà con Paco ở đây luôn xem ông như một người cổ vận tinh thần. Xã Hồng Trung và xã Bắc Sơn cũ nhập lại thành xã Trung Sơn mới. Nhưng vẫn là những người già làng như ông Hành đã có những nỗ lực hết mình vì việc làng, việc xã. Thời gian gần đây, xã Trung Sơn dần có những nét mới, tiến bộ mới trong xây dựng nông thôn mới, cùng từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các già làng, người có uy tín, bên cạnh đảng ủy, chính quyền và nhân dân đồng bào Paco, xã Trung Sơn. Chúng tôi luôn luôn phát huy cái vai trò trách nhiệm của các chú, các bác, người già làng uy tín. Thì trong suốt thời gian vừa qua thì phải nói rằng là vai trò của các bác, các chú hết sức là cao trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, rồi là xây dựng phát triển kinh tế xã hội. Nhất là trong năm 2020-2021 vừa rồi, công tác đại hội đảng, rồi là công tác bầu cử đại biểu hội đồng, đại biểu hội đồng tỉnh, huyện, rồi xã, thì là vai trò của các chú, các bác, người già làng uy tín, phải nói rằng là rất là cao. Khắp các làng thuộc huyện A Lưới, nhất là các địa phương biên giới, không thiếu những người có vai trò đầu tàu như trưởng làng Hồ Văn Hành. Những người già làng và những người không phải già làng nhưng có uy tín ở huyện A Lưới đã tham gia vào hầu hết các hoạt động của địa phương, của làng, khu dân cư để cùng mọi người thực hiện các công việc khác nhau. Từ phát triển kinh tế hộ gia đình đến bảo tồn văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự, quốc phòng. Những người đó có tiếng nói quan trọng không chỉ từ vai trò già làng, người có uy tín, mà còn là sự hiểu biết, sự dày dạn kinh nghiệm của một thời làm công tác đảng, nhà nước. Già làng Hồ Thanh Xoa, hay còn gọi là Gu Xoa, là Quỳnh Mai, ở làng Diên Cơ Mai, xã A Ngo, huyện A Lưới, là một người như vậy. Sự quan tâm là vì người ta cứ mình là người có uy tín, làm trường bàn là già làng, thì thầy là tròn tình tròn nghĩa với nhân dân đó. Thứ hai là phải có là tư tề, phải nghiên cứu sách vở các chủ trương
đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước để mà nói cho nhân dân, để mà vận động nhân dân. Thứ hai là phải có năng lực, thứ ba là phải có năng lực. Năng lực là khi cấp ủy làng trường mà trần giáo mình làm là phải có năng lực tổ chức thực hiện, vận động nhân dân để mà làm theo. Nguyên là cán bộ dân vận, từng đảm nhiệm trưởng ban dân vận huyện ủy A Lưới, đảng viên 50 năm tuổi đảng. Ông Hồ Thanh Xoa biết mình nên đóng góp gì cho làng, cho xã. Ông miệt mài vận động bà con Tà Ôi trong làng thực hiện tốt các chương trình kinh tế, vận động tham gia thực hiện tốt các mô hình mới, xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách dành cho đồng bào thiểu số, xây dựng mô hình khu dân cư vững mạnh mọi mặt. Nhờ đó, dân cơ mai nhiều năm qua trở thành điểm sáng của xã A Ngo, còn A Ngo đã được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của đồng bào Tà Ôi ở huyện A Lưới. Là cái nhiệm vụ trọng tâm nhất để mà giảm nghèo bền vững, đó là phải nâng cao được cái nhận thức cho người dân. Cái đó là hết sức quan trọng. Chúng ta phải cho nhân dân được cái nhận thức về ý chí vươn lên thoát nghèo mới là bền vững. Còn chúng ta đầu tư các cái mô hình thì nó không đem lại hiệu quả bằng cho những cái nhận thức như vậy. Vì vậy mà đảng ủy và chính quyền là thường xuyên công tác tuyên truyền vận động, nâng cao cái nhận thức cho người dân và xác định đây là nhiệm vụ, là vai trò chủ thể trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, huyện A Lưới đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Bên cạnh những chương trình dành cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm xây dựng sức mạnh cổ kết cộng đồng trong việc thực hiện các chương trình này, vai trò của các gia làng, người có uy tín được phát huy. Họ trở thành công tác viên không tính phí. Đa phần là đảng viên, cán bộ hưu trí, cho nên những gia làng, người có uy tín luôn thể hiện sự gương mẫu trong mọi công việc. Họ xông xáo cũng như dùng sự hiểu biết của mình để mang tính dẫn dắt cộng đồng khi thực hiện các công việc. Nhờ đó, người làng sẽ tham gia một cách tích cực và góp phần mang lại thành công. Bởi lẽ các gia làng như những tấm gương phản chiếu sự quy tụ tinh thần của làng. Khi những gia làng làm hết mình thì người làng sẽ cảm kích mà từ đó có sự cố gắng noi theo. Điển hình là việc xây dựng nhà làng A Năm ở xã Hồng Vân, huyện A Lưới. Khi làng không có nhà làng để sinh hoạt, người làng rất buồn và mong muốn có một nhà làng sinh hoạt văn hóa truyền thống. Thế là hội đồng gia làng đã họp bàn với lãnh đạo thôn bàn về việc xây dựng nhà làng. Người làng ủng hộ nhiệt tình, kết quả mang lại chính là một ngôi nhà làng được xây dựng trong sự hô hởi của cả làng. Nhà làng này cũng trở thành điểm sáng văn hóa của đồng bào Paco, vùng biên giới phía Bắc, huyện A Lưới. Đó là cái nhà truyền thống, là cái nhà chung. Nói là cái nhà mòn, là nhà truyền thống, đó là cái bảo tồn của dân tộc, là phải tập trung. Nhất các cái hội lớn là phải tập trung, đông đủ các dòng họ, các cái gia đình là phải đông đủ. Không nên vặn túi cái khó khăn, chỉ trừ đau ốm không tham gia được, mà ngoài là người là khỏe mạnh là phải tham gia. Khi nói về các gia làng, người có uy tín vùng A Lưới, không chỉ có cụ ông mà còn có các cụ bà, phụ nữ lớn tuổi. Chính họ cũng đã và đang góp phần sức lực của mình vào công việc chung của cộng đồng. Có người còn trở thành người nâng đỡ cho sự hồi sinh của những giá trị văn hóa, giá trị kinh tế từ truyền thống của đồng bào. Trường hợp bà Mai Thị Hợp, chủ nhiệm hợp tác xã dệt vàng A Lưới là như vậy. Bà được chị em dệt vàng đồng bào Tà Ôi gọi là người đỡ đầu của vàng. Bởi lẽ, từ những người phụ nữ dệt vàng vốn lăng lại dệt ở những hiên nhà, trong những lúc vừa nghỉ việc nương rẫy, nhiều người đã tập hợp lại. Họ trao đổi nghề nghiệp, được tham dự các buổi tập huấn nâng cao tay nghề, tiếp cận thị trường. Và cũng chính họ đã hình thành những tổ dệt vàng rồi hợp tác xã dệt vàng. Tất cả đều từ sự vận động của bà Hợp và sự hỗ trợ các nguồn vốn khác nhau mà bà kêu gọi được để thay đổi và nâng cao một nghề truyền thống của phụ nữ Tà Ôi. Để từ đó, nghề dệt vàng vươn mình thực sự được ghi nhận là di sản văn hóa của quốc gia. Thì trong đó là bản thân là cũng luôn để tiếp nối, luôn để có cái sáng kiến để mà làm thế nào là cho mấy đứa em học, luôn dạy để là họ biết là bảo tồn được cái truyền thống của mình.
Đáng ghi nhận ở các xã đồng bào miền núi huyện A Lưới là già làng, người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao. Một trong những tiêu chí quan trọng để cho thấy già làng, người có uy tín phát huy được vai trò của mình chính là khả năng của chính người đó trong cộng đồng. Họ không chỉ làm kinh tế tốt, góp phần bảo tồn văn hóa tốt mà còn noi gương trong mọi việc. Các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng luôn đồng hành cùng già làng, người có uy tín để tham mưu, tư vấn và cùng nhau giải quyết vấn đề. Phải có là hiểu biết về quá khứ hai cuộc kháng chiến trong Pháp, trong Mỹ. Là người có uy tín là phải hiểu biết như là cái đường Trường Sơn Tây Đông như thế nào, mình nói cho là tuổi trẻ. Thì mình phải cần tiếp nối, cần để làm thế nào là có một gốc nào đó để có ích cho xã hội và cho bản thân của người phụ nữ đã yêu nghề nghiệp của mình. Để không thể nói mà mình không làm, mặc dù mình tuổi cao sức yếu, nhưng mà mình còn sức bao nhiêu thì mình cố gắng phát triển kinh tế gia đình bấy nhiêu. Đấy. Và từ đó mình cái kinh tế tương đối này, thì họ mới đi theo và họ nghe những cái lời nói của mình. Mình nói ít này, nhưng mà nó rất là thực tế này, trong công tác vận động của mình ấy, là nó có cái trọng lượng về tiếng nói. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã có những chương trình hành động để có những nghị quyết để thiết thực để làm sao cho 12 xã biên giới này vừa phát triển kinh tế vừa ổn định an ninh chính trị. Để phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện A Lưới đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy cao độ trách nhiệm, uy tín của các già làng, người có uy tín để họ trở thành nhân tố tích cực trong cộng đồng xã hội. Họ trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện tổ công tác dân vận. Đồng thời các già làng, người có uy tín còn là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đi vào lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số.